Đối với một cái chiếc máy cực kỳ là nóng như Dell G7 7700 này của mình, chơi Liên Minh Huyền Thoại toàn 100 độ C thôi, FPS thì cực thấp. Phải làm như thế nào thì có một vài cách nhá, mình cũng hướng dẫn anh em để có thể giảm laptop của chính anh em 10 độ này, 20 hay thậm chí là 30 độ C. Rất là đơn giản thôi, mình sẽ tóm tắt nhanh qua nhá. Đầu tiên là anh em hãy lốc xung cái CPU xuống, mình sẽ hướng dẫn trong video. Thứ hai là anh em hạ cái độ phân giải của game xuống. Thứ ba là mua một cái đế tản nhiệt. Và thứ tư ấy là thay keo, vệ sinh máy. Tất cả mọi thứ ấy thì mình sẽ nói trong cái video này luôn. Cảm ơn anh em đã chọn video này, mình là Đại Công Nghệ. Chúng ta sẽ cùng test hiệu năng trước khi mà mình thực hiện những cái bước để giảm nhiệt độ. Ban đầu khi mà chơi Valorant, mức độ max setting chúng ta sẽ có FPS là 179 cao nhất, CPU lên đến tận 99 độ C và nhiệt độ gió thổi ra là 55,2 độ. Môi trường này của mình thì đang là trong điều hòa khoảng từ 27 đến 28 độ C thôi. Thì anh em có thể thấy là con G7 này nếu mà anh em chơi ở bên ngoài ấy, thì nó còn nóng hơn cả như thế này. Thì thật sự là cái hiệu năng của nó bóp và máy nó chắc là nóng ran lên luôn. Với bài benchmark của CSGO thì trung bình được 181 FPS, nhiệt độ là 56,1 độ. Sang với Liên Minh Huyền Thoại thì CPU cao nhất lên 89 độ C và cái mức FPS của nó ấy, đôi khi cũng chỉ được là hơn 100 thôi. Mặc dù nhiệt độ nó không quá cao, thổi ra chỉ 50,8 độ. Theo kết quả cho ra thì Dell G7 nó đang bị giới hạn bởi cái nhiệt độ. Với cách đầu tiên là vệ sinh tra keo tản nhiệt thì mình mở máy ra, ban đầu của nó là MX4, nó vẫn còn đang khá là ướt, chứng tỏ khả năng làm mát của nó gần như là không khác biệt so với khi mà mình mới tra keo. Tản nhiệt kém bởi vì cái độ dẫn nhiệt của keo này nó không cao, thì mình chuyển sang sử dụng là cái keo gấu. Bước vệ sinh máy này thì mình sẽ cho tua nhanh lên. Và anh em có thể thấy là cái keo gấu này thì mình tra một cái lượng rất là nhỏ thôi. Bởi vì nếu mà không có keo ấy, ở giữa cái đồng tản nhiệt và CPU, bề mặt CPU và GPU ấy, nó đã tiếp xúc rồi nhưng mà nó không khít hoàn toàn ấy. Chúng ta chỉ cần bôi một cái lớp nhẹ để cho lấp đầy những cái khoảng trống đấy thôi. Sau khi bôi xong thì mình mở lên. Test lại với bài benchmark của CSGO thì trung bình của nó cho ra được 117, đã thấp hơn một chút so với trước khi mà mình tra keo. Quá ảo luôn, nhưng mà nhiệt độ ở đây cho ra thổi ra chỉ là 54 độ C, nghĩa là đã thấp hơn 2 độ rồi. Mình sẽ sang với cái tựa game là Liên Minh Huyền Thoại. Bây giờ nhiệt độ CPU cao nhất của nó là 88 độ C thôi. FPS thì khá cao, đạt 144 và nhiệt độ thổi ra vẫn là 50 độ C. Và sang đến Valorant thì nhiệt độ CPU cao nhất sau khi tra keo chỉ là 88 độ C, đã thấp hơn 10 độ rồi. Và lúc này thì cái phần FPS ấy, nó vẫn như ban đầu là khoảng 188 trở lên. Được cái là cái phần nhiệt độ gió thổi ra của nó bây giờ chỉ là 54 độ C thôi, còn ban đầu sẽ là 56. Nghĩa là sau khi chúng ta tra keo gấu vào thì giảm nhiệt của nó cũng không quá nhiều, đúng không anh em? Nhưng mỗi tội là chúng ta sẽ chơi game ví dụ như Liên Minh Huyền Thoại là sẽ mượt hơn. Cái này thì không phải ai cũng làm được nên là mình không khuyến khích. Chúng ta sẽ cùng đến với cái bước thứ hai nhá, là chúng ta sẽ sử dụng một cái app. Đó chính là anh em hãy lock xung của CPU lại. Bây giờ anh em hãy lên Google và tìm cho mình cụm từ là Take Power Up. Và ở trong cái trang web này thì anh em tải cái phần mềm Throttle Stop về. Sau khi mà tải về thì chúng ta sẽ giải nén ra và mở lên bình thường. Thì trong này chúng ta sẽ cần lưu ý là cái phần TPL thôi. Mình sẽ sử dụng cái tính năng này để có thể lock xung lại. Anh em hãy nhìn cái Speed Shift nhá, mình sẽ kích vào cái phần Max ấy, cho giảm xuống còn là 40. Đó chính là chúng ta giới hạn cái mức xung của CPU xuống chỉ cao nhất là 4GHz. Thì khi vào game anh em thấy này, xung CPU nhá, nó sẽ là 4000MHz, tương đương với 4GHz nhá. FPS của chúng ta sẽ không khác biệt quá nhiều, vẫn là từ 140 đổ lên. Nhưng mà nhiệt độ CPU nó đã giảm 10 độ so với khi mà anh em mới chỉ thay keo thôi. Và nếu máy anh em để 4GHz nó vẫn còn quá nóng thì chuyển xuống còn là 3GHz thôi nhá. Anh em hãy chỉnh số 40 xuống còn 30. Thì bây giờ mình sẽ vào game test lại này. Đồ họa Full HD FPS lúc này ấy, nó sẽ chỉ trên 100 thôi, từ 116 đến khoảng 139. Nhưng mà nhiệt độ CPU nó lại giảm thêm 10 độ nữa. Nghĩa là từ đầu đến giờ ấy, thì anh em đã giảm được tầm 30 độ C rồi. Và chủ yếu cái nhiệt độ nó giảm nhiều là cái việc mà anh em lock xung của CPU lại. Nếu thấy 30 yếu quá ấy, thì anh em lại chuyển lên là 35, là 3,5GHz. Vào game thì nó sẽ từ 120
20 FPS đổ lên thôi. Nhiệt độ CPU thì nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 62 đến không quá 70. Gió thổi ra chỉ là 45 độ C thôi anh em ạ. Ngoài liên minh điện thoại mình sẽ test luôn với Valorant nhá anh em. Sau khi chỉnh xuống là 3.5GHz vào game ấy, cái phần CPU là 3005 này, thì FPS của nó vẫn rất cao anh em ạ, rất tuyệt vời luôn. 190 mấy này anh em, khi mà giao tranh ấy thì nó sẽ dao động 160 đến 191. Nhưng mà cái phần nhiệt độ của anh em ấy nó lại giảm thêm nữa, giảm thêm khoảng 10 độ C. Lúc này khi mà chơi ấy, thì mình thấy máy nó mát, gần như mát rượi luôn, không hề cảm thấy nhiệt độ truyền ra từ bàn phím như ban đầu nữa. Và suốt cả cái quá trình mà mình chơi ấy, phần nhiệt độ CPU không quá 80 độ C anh em ạ. Và nếu mà anh em thấy máy anh em vẫn nóng ấy thì giảm xuống còn 3GHz, bởi vì bây giờ nó vẫn khoảng 185 FPS thì chơi cực kỳ mượt rồi, có giảm xuống thêm tí nữa thì nó vẫn quá cái mức mà chúng ta gọi là có thể là cảm thấy nó bị giật lag. Mình đã nói ngay từ đầu chúng ta sẽ còn một cách nữa giảm cái đồ họa của game xuống, thì đương nhiên lúc này cái phần CPU và GPU của anh em ấy nó phải hoạt động cực kỳ ít, điện năng cũng tiêu thụ ít hơn nên là chơi game nó sẽ mượt hơn. Nếu sử dụng nhiều tác vụ thì anh em không thể nào lock xung của CPU lại, lúc đấy thì máy nó sẽ rất giật lag. Thì bây giờ mình có một cái cách cuối cùng, chúng ta sẽ sử dụng cái đế tản nhiệt. Và nếu anh em không có cái đế này thì hãy kê cao cái đáy của laptop lên thì máy nó cũng sẽ mát hơn phần nào rồi. Còn đối với một cái đế tản nhiệt như là FL08 ấy, mình đã test trong một cái video lên hôm trước, thì giữa ba cái con đế tản nhiệt bình thường này, giò lạnh và cái con FL08 với một cái thiết kế mà gió nó đẩy hết vào máy ấy, thì nó giảm được là khoảng 20 độ C với CPU luôn. Lúc đấy thì không có bóp xung hay gì cả, máy thì là máy mới, từ 95 độ xuống còn 75 với cùng một cái bài test Final Fantasy 15. Đương nhiên với cách này thì anh em sẽ hơi hại thận một chút, bỏ ra khoảng 700.000 mới mua được cái FL08. Qua cả cái video này thì mình kết luận với anh em ấy, cái cách đơn giản nhất giúp anh em gọi là chơi game cho nó mượt mà, cho nó mát mẻ, thì anh em hãy lock xung đơn giản này, không mất tiền, và kê cao máy lên. Đấy là hai thứ mà anh em có thể làm luôn bây giờ, nhiệt độ nó sẽ mát hơn, anh em tin mình đi. Lock xung CPU ấy thì thường nó sẽ không có rủi ro, nhưng mà nếu mà nó có bị làm sao ấy thì bên mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu anh em ạ. Cảm ơn anh em đã xem hết video này, nếu mà thấy hay ấy, thì hãy dành cho mình một cái like và đăng ký kênh. Link mua hàng cho những cái sản phẩm và laptop giá rẻ mình sẽ để trong phần mô tả hoặc ghi comment cho anh em tại laptop TC, quá rẻ luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.